Khi nói đến các món quà dân dã ở Quảng Bình, không thể không nhắc đến món bánh bột lọc tôm sông. Và điều làm nên sự khác biệt của món bánh bột lọc ở đây so với các tỉnh miền Trung khác, đó chính là hương vị thơm ngon của tôm sông ở trong nhân bánh. Và hôm nay tôi sẽ cùng với Mẹ Xuân, một trong những người làm bánh bột lọc ngon nhất ở Quảng Bình, đi chọn mua tôm sông ở chợ Đồng Hới. Mẹ ơi, mình làm bánh bột lọc thì mình làm tôm bé hay tôm to ạ? Tôm vừa, tôm to không bé. Tôm to không bé ạ? Con đi nhỏ. À, nhỏ không làm được, không. Vừa thôi. Tôm này là tôm gì đấy ạ? Tôm đất. Tại sao tôm này làm bánh lại ngon ạ? Vì thiệt tôm. Tự nhiên. Tôm thiên nhiên đó. Tôm này hàng tươi này, mặn bánh ngon này. À, nghĩa là nó vẫn còn nhảy tanh tách thế này đúng không? Vâng. Đâu nó có sống không nhỉ? À, tôm này sống ở đâu hả mẹ? Tôm này là sống ở Nhật Lệ. Nghĩa là sống ở vùng nước ngọt ạ? À? Cả ngọt cả mặn, là có như nước lửa là ngon. Thịt tôm nó ngon hơn đúng không? Đây là loại tôm dùng để làm bánh bột lọc ở Quảng Bình. Và như mẹ Xuân chia sẻ thì loại tôm này sống ở gần cửa sông, cửa biển. Thế nên là vị tôm rất là vừa phải, do độ mặn của nước cũng là vừa phải đúng không mẹ? Tôm đã được làm sạch và bây giờ tôi với mẹ Xuân sẽ xào tôm. Chắc là mùi. Nóng mẹ nhờ? Vâng. Vâng, vì nhà quê là phải thổi củi. Thổi củi là phải có khói. Con đốn nhá. Mình bỏ một kỹ vào, không chỗ đều là được đi mẹ. Mẹ thấy con khéo tay không? Khéo tay. Khéo tay thì con thích vào làm để con biến không? Có. Được rồi đây. Đây. À, con thử. Ôi, nóng quá. Ngon mẹ ạ. Quả thực là vị của tôm sông rất là đặc biệt. Vỏ thì không quá cứng như tôm biển. Và hương vị thì đậm đà hơn rất nhiều so với tôm đồng. Hơi cay tí mẹ ạ. Hơi cay ạ? Hơi cay thì ngon. Tôm hợp khẩu vị cay. Rồi, nhân xong rồi mẹ ạ. Rồi mẹ dạy con gói bánh nhá. Và bây giờ thì tôi sẽ giúp mẹ Xuân hấp mẻ bánh chiều nay. Mẹ ơi, bánh đi rồi. Con đổ lên đi. À, mình hấp trong khoảng bao lâu thì được hả mẹ? Khoảng 25 phút. Như vậy là sau cả một ngày chờ đợi thì bây giờ tôi đã có cơ hội được thưởng thức món bánh bột lọc tôm sông của mẹ Xuân. So với món bánh bột lọc mà tôi ăn ở Hà Nội thì bánh bột lọc ở đây có vẻ như giòn hơn, dai hơn và đậm đà hơn rất nhiều, nhiều hương vị rất đặc trưng của tôm sông. Bên cạnh đó tôi cảm thấy là bánh bột lọc dường như ăn ngon hơn rất nhiều khi mà ăn nóng như thế này. Nếu có dịp đến thăm Quảng Bình và nếu là một người có tâm hồn ăn uống thì tôi thực sự khuyên bạn nên ghé thăm quán bánh bột lọc của Mẹ Xuân. Không chỉ để thưởng thức hương vị đậm đà của những chiếc bánh nhỏ xinh mà còn để cảm nhận về tấm lòng chất phác, đôn hậu của các o các mẹ ở đây khi làm từng chiếc bánh ấy.